cho đang phân vân là không biết cái nhãn đó nếu mà đổ thuốc ở xuống dưới gốc đó thì đang lấy ra là nó phải hấp thụ nguyên cả cây chứ mà sao này nó hay vậy à, đổ một nửa mà một nửa thì nó có hoa còn một nửa thì nó không có. Dạ. Một nửa bên này thì có trái, có hoa nè các bạn. Còn nửa bên này thì không có hoa nè. Hay chưa? Và theo chú gia chủ này, chú chia sẻ là chú chỉ đổ phân thử ở một nửa bên này thôi và đổ ở dưới gốc. Chứ không phải là tưới ở trên lá. Mà hoa thì nó cũng ra ở một nửa cây thôi. Cái phần mà đổ phân thôi, còn cái phần không đổ phân thì nó lại không có hoa. Rất là thú vị đúng không các bạn? Rất hay hả? Như theo như mà một cái logic thông thường thì khi mà đổ phân rồi xuống dưới gốc thì nó cây nó hút phân, nó hút chất từ phân lên là nó sẽ rải ra khắp toàn bộ cây luôn chứ đâu phải là rải ra chỉ một nửa thôi đâu. Theo logic gần như vậy đúng các bạn. Nhưng mà thực tế thì nó lại là như thế này các bạn. Hay đúng không các bạn? Cái nho nó ở nhà mà giờ chưa có hoa chưa có trái này, không biết làm gì đây. Đấy, hai cái nho không có hoa không có trái luôn, bỏ chưa? Nhìn nè. Trời ơi, tốt rồi. Nho là hình nó thân được không? Nho cháu như là không? Nho thân gỗ. Đấy, nho thân gỗ. Hai cây nho thân gỗ. Sao nho thân gỗ? Cấy hả? Ừ, cấy. Nho cấy nữa chứ. Ờ, nho cấy to luôn đi rồi. Từ gốc bằng này rồi. Xung xe rồi. Định thắt cho nó ra trái mà chưa thắt. Ừ, chứ hẳn thắt đó. Thắt cho nó ra hoa trái. Mà anh thắt con cây gì? Thì chưa biết, ông kêu sách dây thép nó mà thắt. Nên thép là sợ chết chạy. À, không thắt như cả ông ngoài á. À, ông thắt cam ngoài chứ. Hả? Ông đây là chủ thắt. Không? Cái cam á. Cam của ông hả? Ừ. Ông thắt. Ông thắt cả đầy. Ừ. Cả đầy. Thì cho nó giờ hai cái nhau. Ông mọi hôm ông hỏi này giờ cá mà nó có trái mà chi là chủ này thắt. À. Thắt nếu mà nói ông mờ đi. Có trái thôi mờ đi. Nếu vậy nó không mờ. nhìn cái xe công nông này là cháu nhớ tới ngày xưa hồi cháu đang còn nhỏ nè. Nhà này nhà cháu mua cái xe công nông này thời kỳ đầu nè. Mà lúc đó hình như là cháu học hình như lớp 9, lớp 10 vậy đó. Cái không có ai chạy xe công nông, cháu mang ra cháu chạy nè. Đó, chạy trên đường mà đường cái á, nó quất một phát. Văng 5 mét luôn. Đó là... Xe nó rút vô hàng rào nhà người ta luôn. May. Dạ, không, may là không can gì luôn đó. Là lúc đó là may ở trên đường cái đó là không có xe ô tô nó chạy qua đó. Nếu mà có xe ô tô chạy qua là toang rồi. Vừa rồi tao mua cái xe này. Giờ cứ thấy lại cái xe này là nghĩ lại cái kỷ niệm đó là mình cứ sợ. Giờ cho leo lên lá là chắc không dám lái rồi đâu. Cái đồ má là hẳn nó trúng cái con đá bên nghiêm cái thân lật. Dạ. Vứt người đâu. Hồi đấy kinh hãi thật, nó quăng một phát mà cho bay ra 5-6 mét gì đó mà. Là từ đó giờ là khiếp luôn, khiếp không dám đụng tới cái xe công nông này luôn. Cứ tính một chỗ rồi thôi. Dạ. Vừa rồi cho bán xe đó bao nhiêu? 21 triệu. À 20 triệu. Xe gì? Xe này. Xe dạng này luôn hả? Ừ. Cho bán xe đó 20 triệu. Cả dân cháy luôn. Ờ, cả nhà luôn. Cả định lấy dàn về. Hả? Định lấy dàn về mà không chịu. Định lấy dàn về để cho chú á chứ. Này cái loại này là khi khi mà cua bên
khi mà cua bên bên trái nè là mình bóp cái côn này nè là nó sẽ tự động cua bên trái nè. Khi cua bên phải là mình sẽ bóp cái côn này nè. Còn này là cái hộp hộp côn nè. Cái này hộp côn hả? Cái cần côn hả bác hả? Đúng không? Khi mà kéo lên như thế này là nó đứng nè. Nó cắt nó không có chạy nữa nè. Còn khi thả xuống như thế này là nó sẽ chạy nè. Ủa cái nấc giữa này là nấc gì hả bác hả? Cái nấc giữa này là nấc gì ta? Nấc giữa này là cái gì ta? Cái này hả? Ừ. Cái này hỏi chú. Chú cái nấc giữa này là nó làm gì đó chú ha? Cháu còn quên mất tiêu rồi. Cái nấc giữa này nè. Thì nói chung là mình cắt côn cả đó. Đấy nó là hết rồi đó. À vậy hả? Do mình cho nó lên tầng trên này là khóa an toàn. Dạ. Yeah. À rồi. Mà ở đây nó cũng đã đứng côn rồi đó. Dạ yeah, rồi. Còn cái này là số nè. Đó là dân phay. Dạ. Phay. À dân phay. Phay thì lắp cái dàn vô đây. Rồi cái này chạy. Vậy là khi mà mình chạy bình thường này là cái này là vô tác dụng đúng không? Tức là mình không có đụng gì tới đúng không? Đấy là giữ là hết này. Dạ. Mà về trước là đẩy cái này về trước là dân phay nó đánh nhanh. Đấy là cái trục của dân phay. À dạ. Dạ rồi. Lắp cho dân phay vô. Dạ. Lắp cái xin vô, bỏ cái dàn phay ở đây. Rồi. Đánh đất. Rồi còn cái số lên trên này à? Là số nhánh. Là số của nhánh với chồng của nhánh. Còn đây là cái số của xe cây. Đúng rồi, đây là hộp số của xe máy cây nè. Hộp số nè. Hộp này, hộp R này, hộp da đúng không ạ? R là da nè. Da 1 này, da 2, da 3 này. À cái bên phải này là da. Da hết. Rồi, bên phải này là da toàn bộ nó da hết. Là 1 2 3 luôn. Da chồng này. Nên ba số vừa này. Da nhánh này. Dạ. Còn số 1 này. À số 1 là đẩy lên. Rồi. Sang đây số 2 này. Dạ rồi. Rồi sang đây số 3 này. À dạ rồi. Rồi sang đây số 4 này. Dạ. Xuống đây số 5 này. Qua đây là số 6 hết. Ô, vậy là cái công nông này nó nhiều số vậy hả? Nhiều số. Cháu nhớ ngày xưa nhà cháu nó đâu có nhiều số như thế này đâu ta. Xe Trung Quốc không? Cháu cũng không biết, ngày xưa làm gì có xe Trung Quốc. Xe Trung Quốc nó 3 số. Nó 3 số, cùng là 6 số. Nhưng mà nó có một cái cân nhánh và cân chậm đấy. Ồ, cái thời của cháu lúc còn nhỏ là cũng cách đây là phải đến gần 30 năm rồi chứ. Cùng 30. Ờ, cùng nông đó nó hai mấy 30 năm rồi đó. Thì hồi đó và cho thấy là xe máy cày này người ta đưa về là toàn xe cũ mà từ Nhật nó về á. Thì đấy đúng không? cái đầu máy cày á. Anh đó. Dạ. Chứ hồi đó cũng chưa có cùng xe nào cũng là 6 số hết. À hay là cùng 6 số mà xe này cùng 6 số mà. Vậy à. Của bất cứ một xe nào cũng là 6 số. Dạ. Vậy là chắc là cháu quên đó, vì cháu ít đi cho nên giờ cháu quên nhé, chắc cũng nó cũng 5 6 số vậy đó. Thôi vô đó. Dạ.